Chào tất cả các bạn, hôm nay mình có Lan à? Lan Phi Điệp. Mình cũng Ông muốn Lan. làm một clip chia sẻ một cái cách đơn giản để nhận biết Lan Phi Điệp cho những người mới nha. Để cỡ size 20. Đây là size nhỏ. Lan đi ở Lào nhé. Rất là đẹp luôn. Lào nhé các bạn. Đây size nhỏ. Còn size lớn. Đây là size lớn này. Rồi. Đây, còn đây là cách kiểm tra giản của cái dòng phong lan đấy nhá. Cái đặc trưng của nó có một cái đặc trưng đó riêng là cái lá của nó khi mình kéo ra là sơ của nó rất là nhiều và rất là dai đó. Còn đây là một cành đã lên thân gỗ nhá, thân gỗ và đã được một tháng. Rồi các bạn xem cảm thấy hay thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Rồi nếu mà có nhu cầu thì mình sẽ để số điện thoại ở dưới nha. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha.